Lộc, em có đôi mắt của một thiếu phụ thất tình. Thì bạn này bà đang sỏi mũi Lộc. Lộc nói là Lộc cũng điên giống Minh Ngọc. Điên à? Không, em nghĩ là chị Ngọc điên hơn chị. Tôi rất nể, tôi là tôi dám xài sang quá. Người rước kép chánh mà đóng ba vai phụ. Một trong những vai phụ đó đi ngang qua sân khấu, không nói một tiếng nào hết nhưng khán giả vỗ tay. Rồi cái người Lộc đang vậy nè, cười ngạc râm. Lộc cảm giác cái mà đang nhìn khán giả vậy nè, nó giống như là cái màn hình vô tuyến á, mặt nó mới bị cúp điện cái đó, nghèo nó tắt lại vậy đó. Khán giả lăn đùng ra cười, tưởng đây là cái đó là miếng diễn của em. Vỗ tay á, lột cái đầu ra cái anh tỉnh liền. Mở vừa móc ra cái ngọt vậy,